Thưa quý vị, với mong muốn truyền cảm hứng đọc sách cho các em học sinh, đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, thầy giáo Đặng Văn Mười, trường Trung học phổ thông Sơn Trà đã xây dựng một thư viện nhỏ ngay tại chính căn nhà thuê của mình để trực tiếp phục vụ sách và hướng dẫn đọc sách cho các em học sinh. Đây đã trở thành địa điểm đọc sách tin cậy của nhiều bạn trẻ. Đây là thư viện mới của thầy giáo Đặng Văn Mười, nằm tại địa chỉ số 08, đường Phan Huy Ích, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Trước đó, thư viện của anh nằm tại đường Lê Hữu Trác. Thầy Mười đã tận dụng tầng trệt để làm thư viện với hơn 4.000 sách đủ thể loại. Thầy giáo Mười cho biết, số sách này được anh sưu tầm thời còn là học sinh vì bản thân thầy từ nhỏ rất thích đọc sách và anh cũng thường đầu tư thêm nhiều sách để làm phong phú thư viện. Ngoài ra, để có thể tăng cảm hứng đọc sách cho các bạn, thầy Mười cũng đầu tư không gian ngồi đọc sách rất thoải mái, phù hợp. Mặc dù luôn bận rộn vì công việc dạy học trên trường, nhưng thầy Mười muốn dành thời gian để truyền cảm hứng đọc sách cho cộng đồng. Đây cũng chính là niềm vui của bản thân. Mình mở cái thư viện này từ năm 2017 cho đến tới hiện nay. Điều mà mình tâm đắc nhất đó là các bạn học sinh, những bạn học sinh mà tới đây thì những bạn đó thực sự là yêu thích sách. Đó cũng là động lực cho mình để có thể duy trì cái này. Trong thời gian sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ tìm một số cái biện pháp để mà có thể những cái người xung quanh của mình, đặc biệt là các bạn học sinh, để có thể lan tỏa cái này đến với các bạn nhiều hơn trong việc vấn đề liên quan tới văn hóa đọc. Vì tình hình dịch phức tạp nên thầy giáo Đặng Văn Mười hạn chế số bạn đến ngồi đọc sách, thường là chỉ cho mượn về. Đối với bạn đọc là học sinh trung học cơ sở, thầy Mười giảm 50% phí mượn sách, còn học sinh trung học phổ thông thì giảm 20%. Ban đầu, những bạn đến thư viện chủ yếu là học trò của thầy, sau dần mở rộng ra các học sinh trên địa bàn quận Sơn Trà và thành phố. Đến nay, tất cả đã trở thành khách quen của thư viện. Đây không chỉ là nơi đọc sách, còn là nơi để thầy Mười tư vấn, chia sẻ những kiến thức về sách cho các bạn khi ai đó có nhu cầu. Sau giờ học hoặc là những giờ rảnh rỗi thì em thường đến thư viện để tìm những quyển sách, tìm sách để đọc. Thì em thấy sách ở đây rất là đa dạng. Em thường chọn những loại sách về vật lý để bổ sung thêm kiến thức cho việc học của mình. Bên cạnh đó còn những cái chỗ không hiểu thì thầy cũng luôn ở bên cạnh để mà giải đáp, giúp em giải đáp những vấn đề mà em còn chưa hiểu, những cái kiến thức mà em chưa hiểu đó. Cho nên là em thấy nơi đây thực sự là rất cần thiết cho em. Em cũng thường cũng rủ nhiều bạn tới đây để học cùng chung với mình. Và cũng có lúc thì em cũng biết tìm những sách có nội dung gì phù hợp nên thầy cũng tới và giúp đỡ em rất nhiều. Lúc dạy tại trường, thầy giáo Đặng Văn Mười cũng dành một ít thời gian để có thể chia sẻ cho các em học sinh về sự bổ ích của việc đọc sách, chuyển biến nhận thức về văn hóa đọc cho các em, hình thành cho các em học sinh thói quen đọc sách. Đây cũng là cách để các bạn học sinh mở rộng hiểu biết về kiến thức, trình độ học vấn, đồng thời giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn khi còn ngồi trên ghế nhà trường.